Minh Toàn xin mến chào quý bà con cô bác. Chiều ngày hôm nay là một cái ngày mà Minh Toàn đi quay vlog về Hạ Long. Minh Toàn đi quay vlog, bây giờ Minh Toàn sẽ xuống cái khu Hạ Long Bay để quay những cái hình ảnh gửi đến quý bà con. Và hiện giờ Minh Toàn đang lưu thông ở trên cái tuyến đường là tuyến đường Cái Răm. Minh Toàn lưu thông từ ngã tư Ao Cá mà về phía Hạ Long Bay đấy ạ. Thì ở đây thì quý bà con cô bác biết đây là tuyến đường Cái Răm. Cái Răm thì ở đây tuyến đường này cũng khá là rộng, và đằng trước thì có cái đây người ta gọi là cái ao cá. Đây gọi là ao cá Hạ Long. Mà bất kể quý bà con cô bác mà có đi du lịch hay đi đâu bảo đi xe mà bảo xuống chỗ bãi cá ao cá Hạ Long là nhà xe cũng biết. Trên tuyến đường Cái Răm này thì nó sẽ nối liền với đường Hạ Long. Quý bà con cô bác cũng có thể thấy đây là tuyến đường mới, dân cư mới. Những cái cửa hàng này đều là những cửa hàng mới mở. Ngày xưa ở man bên tay phải của Minh Toàn là đang còn là biển. Thì bây giờ lấp biển hết rồi quý bà con cô bác ạ. Bây giờ là dân sinh hết rồi. Và mến thưa quý bà con cô bác, ở đây Minh Toàn xin phép được rẽ phải ở đây để đi ra cái tuyến đường mà đường chính đi xuống Hạ Long Bay. Ở Hạ Long thì bây giờ quang cảnh cũng khá là đẹp quý bà con ạ. Đây các căn biệt thự, đây là nhà hàng Đại Long. Đằng trước quý bà con cô bác là cái khu làng chài. Thì Minh Toàn sẽ vào làng chài để quay lại những hình ảnh gửi đến quý bà con cô bác nhé. Tại sao lại gọi là làng chài? Ở trong làng chài này thì có chợ đêm Hạ Long ở đây. Đấy, chợ đêm Hạ Long. Hiện giờ cũng đang là 1 giờ hơn, gần 1 rưỡi nên mà trong này cũng khá là vắng vẻ. Cứ thẳng đường này là xuống dưới biển rồi quý bà con ạ. Đây là đường xuống dưới biển.
Quý bà con có thể thấy đây không phải là mùa du lịch, nó rơi vào tháng tháng 11 dương lịch rồi. Mà ở đây là các xe ô tô vẫn đưa đón khách du lịch về tham quan Hạ Long rất là nhiều, rất là đông. Thì chính vì thế mà quý bà con biết được là sức hút của Hạ Long về điểm mạnh về du lịch của Việt Nam chúng ta. Đây là cái khu này đang xây dựng khá là hoành tráng quý bà con. Đây là khu gì đây nhỉ? Quần thể tiện ích phát triển đồng bộ. À, đây là khu quần thể của ở Hạ Long. Đây thì đường này là xuống biển, nhưng mà ở đây thì đang xây dựng nên chúng ta không được phép tàu, thì Minh Toàn xin rẽ trái đây. Đây, mình toàn xin rẽ vào đường này để quý bà con hiểu thêm ở trong cái phía làng chài này. Trước mặt quý bà con cô bác là biển rồi quý bà con cô bác ạ. Và đây thì như quý bà con cô bác được biết là ở phía trước mặt chúng ta, nơi xa xa đầu kia đấy, xa xa đầu kia thì nó là bán đảo Cái Dăm. Đấy, bán đảo Cái Dăm thì chúng ta đi theo cái con đường ở đầu kia, đầu phía Mạn Tuần Châu ấy. Đấy, chúng ta đi vào. Còn đây là các cái núi. Và Vịnh Hạ Long thì nó nằm ở mạn này. Đấy, mạn đầu này. Ở trong khu này thì đang xây dựng khá là nhiều, thì quý bà con cô bác hãy cùng Minh Toàn đi xem ở trong khu làng chài này nó như thế nào nhé. Đây, đằng trước mặt quý chúng ta là một cái dãy biệt thự mới. Biệt thự đang hoàn thiện, đi vào hoàn thiện. Đấy, khá là đồ sộ và rất là đẹp. Kiến trúc kiểu này, kiến trúc kiểu gì Minh Toàn không biết, không rõ lắm. Đấy, khu này đang xây dựng thì hầu như là xây dựng thì chúng ta không được vào. Ở Hạ Long thì Minh Toàn cũng mới về đây thôi, thì Minh Toàn cũng có thể được cái sự cảm nhận cá nhân đấy là ở khu Hạ Long này, nếu mà chúng ta mà đi vào các cái khu như thế này thì rất là khang trang. Còn bên cạnh những cái khu cũ của Hạ Long thì cũng đang còn những cái nhà dân mà cũng sập xệ cũng có. Đây vẫn là trong cái khu làng chài quý bà con cô bác nhé. Chúng ta vẫn nhìn thấy những cái cảnh tượng của du lịch về Hạ Long. Là cái điểm du lịch nên mà các cái xây dựng thì chúng ta cũng nhìn được cái sự thẩm mỹ của các cái nét xây dựng. Ở trước mặt chúng ta là cái nhà xoài. Nhà xoài ở đây là nó hình quả xoài ấy. Đây, xe này cũng đưa khách du lịch về với Hạ Long. Đấy, trên này là trưng bày và bán các cái sản phẩm cũng như là đặc sản về Hạ Long cũng như là Việt Nam cho du khách trong nước và quốc tế.
Bên cạnh đấy thì chúng ta cũng có thể ăn nhẹ uống nước lên các cái khu này. Đây là cái chợ đêm của Hạ Long. Đây, chợ đêm của Hạ Long quý bà con ạ. Nhưng mà chợ này đã gọi là chợ đêm thì buổi tối nó mới mở, ban ngày thì nó không mở, nên Minh Toàn xin phép không vào trong chợ đêm. Tiếp theo đây là một cây dây của nhà liền kề. Đấy, nhà liền kề hầu như là chưa có người ở với bà con cô bác. Đây đã có người bán nhà rồi. Và đây là cái khu làng chài. Còn bây giờ Minh Toàn sẽ ra cái tuyến đường mà hầu như chúng ta đi xuống Hạ Long Bay đều đi qua tuyến đường chính này. Đây là đường chính xuống Hạ Long Bay. Đây quý bà con cô bác có thể nhìn thấy. Nếu mà chúng ta check sang trái rẽ trái ở cái vòng xuyến này là chúng ta đi về bãi cháy. Còn chúng ta mà đi xiên phải một chút là chúng ta đến cầu Bãi Cháy, đi thẳng đến cầu Bãi Cháy và cũng như là Hạ Long Bay đấy ạ. Đi qua Hạ Long Bay và đến cầu Bãi Cháy. Còn rẽ phải thì là chúng ta về bán đảo Cái Dăm. Đấy. Thì ở đây Minh Toàn xin phép, Minh Toàn đang đi xuống Hạ Long Bay để quay các hình ảnh gửi đến quý bà con cô bác, nên Minh Toàn xin phép đi thẳng. Ở khu đường này là khá đẹp và mát mẻ quý bà con cô bác. Quý bà con cô bác cũng có thể nhìn thấy ở đây là có cả 1, 2, 3, 4 là 8 làn đường. Đường này gồm 8 làn đường mà hai bên đều là có cây cối mát mẻ như thế này. Vỉa hè rất là rộng dành cho người đi bộ và xe thô sơ thì rất là rộng rãi. Đây là một cái bar trước mặt quý bà con cô bác. Nơi đây cũng thu hút rất là nhiều đôi uyên ương về chụp hình ở đây. Trước mặt chúng ta là một cái dãy khu nhà chung cư cũng như là nhà ở và các cái nhà khách sạn, nhà nghỉ, các khu trung tâm mà các khu nào mới mọc lên thôi ạ, mới được xây dựng thôi. Ôi, trong kia có quán karaoke to quá, chắc là một quán karaoke và vừa karaoke vừa bar. Đây Minh Toàn xin đi vào cái đường dành cho xe thô sơ này để cho quý bà con cô bác cảm nhận được cái sự mát mẻ trong này. Các chị chăm sóc cây có các chị chăm sóc cây nên mà cây cối được sạch sẽ như này và đẹp như này quý bà con. Em gái xinh quá nhờ, em gái hướng dẫn viên du lịch xinh quá. Chúng ta đang lưu thông trên tuyến đường Hoàng Quốc Việt thuộc Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ở đây là những cái căn nhà mà mới được
xây dựng lên với bà con. Nhưng mà có người ở hết rồi, ở Quảng Ninh thì ở Hạ Long này các căn chung cư được bán rất là chạy, bởi vì khu này là khu du lịch nên là người khắp nơi đổ về đây để mua nhà. Trước mặt chúng ta là khu mà đi vào resort của Vinpia. Đấy, Vinpia. Ở đây thì quý bà con cô bác có thể cảm nhận được là sự mà đào núi lấp biển, mà như ông cha ta ngày xưa nói tưởng là chơi nhưng mà nó có thật đấy bà con ạ. Khu resort Vinpia này thì cái bà con cũng có thể cảm nhận được các cái nhà xây lên hầu như là các căn biệt thự và nhà liền kề rất là nhiều. Đây trước mặt chúng ta là các cái nhà mà mỗi nhà một màu, màu hồng, màu xanh non chuối, màu xanh da trời, màu xanh nước biển, màu vàng vân vân và vân vây. Và chúng ta đến vòng xuyến này chúng ta không re vào đâu mà chúng ta đi thẳng xuống Hạ Long Bay quý bà con nhé. Minh Toàn có cái video mà nói về khu Vinpia này, khu resort Vinpia này rồi. Thì quý bà con cô bác nếu mà muốn hiểu thêm khu resort này thì rất mong quý bà con cô bác hãy xem video ở trong kênh của Minh Toàn ạ. Và để xem những cái video mới nhất về Hạ Long nói riêng, cũng như là Hạ Long Bay hay là Việt Nam, những video mới thú vị sẽ được gửi đến quý bà con cô bác. Thì để là người xem đầu tiên thì rất mong quý bà con cô bác chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh, đăng ký ở đây, đăng ký miễn phí quý bà con cô bác nhé, để theo dõi những video mới nhất là người đầu tiên xem. Video này thì Minh Toàn xin dừng ở đây. Đây là cái khu gần đến Hạ Long Bay rồi, thì Minh Toàn sẽ dừng video này ở đây và Minh Toàn sẽ quay tiếp cái khu Hạ Long Bay để gửi đến quý bà con cô bác ạ. Xin chào quý bà con cô bác và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.